Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ bảy. Nay thứ bảy hả Bi? Nay thứ bảy. Mấy tây? 25 tây. Bữa nay mấy em biết 25 đâu tây tháng 3 nha quý vị. Nay thứ bảy chứ thứ mấy? Biết. Rồi. Cái combo đầu tiên là 4 cây 370 bao phí ship toàn quốc nha quý vị. Bữa nay cái máy này máy cù bắp của tôi, quý vị coi đỡ đi nha. Cái máy kia bị nó hết pin rồi. Rồi cái lon bò cụm tỷ lệ ha quý vị ha, 4 cây nha. Thường thường tôi bán có 1 cặp là 220 bao phí ship rồi. Hôm qua tôi đi chơi tôi mua được có 4 cây thôi nha quý vị. Ông bạn ông mua có 1 cây một, tôi mua 4 cây. Tính không có mua đâu quý vị, là biến bán quá. Bán cái này không có lợi nhiều, mất cái thời gian hết trơn. Bây giờ thôi sẵn ông mua cái tôi cũng nhảy vô tôi mua 4 cây luôn. Vậy tôi bán 1 cặp là 220 nhưng mà tôi bán luôn combo vậy cho nó khỏe đi quý vị. Anh chị em nào mua về chơi thì hoặc bán lại gì đó thì mua ha, chỉnh chu lại. Cái cây này quái lắm nè. Đó là 4 cây là 370 luôn nha quý vị. Thay vì tôi bán hai combo nó ra 440 đó nha quý vị. Có 4 cây duy nhất thôi nha. Đang ra ba bông ra trái luôn nữa nè, trà Phúc Kiến ha. Rồi 4 cây như vậy 370 xuống luôn quý vị ơi. Một lô duy nhất thôi, rồi xuống luôn.